Cuối giờ sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo Hội đồng thành phố Daegu Hàn Quốc do Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Lee Man-kyu làm trưởng đoàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đến thăm Đà Nẵng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, ngoại giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng sự hợp tác này đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa khi Việt Nam, Hàn Quốc chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời mong muốn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả cao hơn. Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn. Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Lee Man-kyu cho biết rất vui mừng và ấn tượng về sự phát triển của Đà Nẵng trong những năm qua, đồng thời đánh giá cao kết quả nổi bật trong hợp tác cùng phát triển của hai địa phương. Ông Lee Man-kyu bày tỏ mong muốn giới thiệu doanh nghiệp Daegu mở rộng hợp tác đầu tư với Đà Nẵng, tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng khăng khít, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực mà hai địa phương cùng quan tâm và có thế mạnh, nhất là du lịch, giáo dục, y tế.